Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhiên xin giới thiệu đến cô chú anh chị một món bánh đặc sản ở Châu Đốc, tỉnh An Giang đang dần bị thất truyền, đó là bánh bột cây da hay còn gọi là bánh măng da. Lớp vỏ bánh bên ngoài thì có màu vàng của đường thốt nốt, bên trong thì là nhân đậu xanh, mình ăn kèm cùng với nước cốt dừa và mè gan đó. Món bánh này thì mình ăn vào cái là mát, thơm, ngọt thanh mà lại bùi bùi béo béo, ăn rất là ngon và cũng rất là lạ miệng. Cách làm thì cũng rất là đơn giản nữa. Và bây giờ thì Nhiên mời của chú anh chị mình cùng xem nha. Bây giờ thì Nhiên sẽ đi làm cái phần nhân trước. Với cái phần nhân đậu xanh này thì Nhiên sử dụng là 200g đậu. Và cái phần đậu xanh này thì Nhiên cũng đã ngâm nở nó trước khoảng 2 tiếng này. Để khi mình nấu thì cái đậu của mình nó sẽ nhanh mềm hơn ha. Với 200g đậu này thì Nhiên sẽ nấu cùng với là 250ml nước. Nếu mà cô chú anh chị mình không thích nấu như vậy thì mình có thể là mình đem đậu này mình đi hấp cũng được đấy ha. Dàn đậu ra xong thì bây giờ Nhiên sẽ đậy nắp lại cho mình nấu đậu này ở mức lửa nhỏ. Cái phần đậu xanh này nãy giờ Nhiên nấu cũng được khoảng 15 phút rồi các anh chị. Đây, đậu bây giờ nó cũng nở ra hết rồi nè. Chín mềm hết rồi các anh chị ha. Đây, bây giờ thì Nhiên sẽ tắt lửa rồi Nhiên để cho nó nguội bớt. Một chút xíu nữa thì Nhiên sẽ cho vô cối mình sẽ nhuyễn nó ra. Khi cái phần đậu xanh nó đã nguội thì bây giờ Nhiên sẽ cho nó hết vào đây. Nhiên cho vô cối như vậy nè, để mình xay cho nó dễ hơn. Hoặc là nhà cô anh chú anh chị mình có máy xay cầm tay á, thì mình xay cũng được đấy ha. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho thêm vô đây là thêm 4 muỗng canh đường, tương đương là khoảng 80g. 1/2 muỗng cà phê muối để cho nhân của mình được đậm đà. Và Nhiên dùng thêm ở đây là 50ml nước cốt dừa nữa. Bây giờ thì Nhiên sẽ đậy lại mình đi xay thôi. Phần đậu sau khi đã xay xong á, thì bây giờ Nhiên sẽ cho nó vô chảo. Này mình sẽ đảo sơ lại một lần nữa hay các anh chị, để cho cái phần nhân của mình nó gáo lại và nó trong lại đó. Với cái phần nhân này thì Nhiên sẽ đảo trên bếp ở mức lửa nhỏ. Nhiên sẽ đảo cho cái phần nhân của mình nó trong lại luôn. Xin nãy giờ thì Nhiên thấy cái phần đậu xanh của Nhiên á, nó cũng đã đặc hết rồi các anh chị. Này nó cũng trong lại và nó dẻo rồi ha. Đây, cái phần nhân như vậy là được rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ lắc lửa rồi Nhiên để cho nó nguội bớt ha. Một chút xíu nữa thì tự nhiên thì sẽ đi nắng tiên. Nhưng nó đã nguội rồi, bây giờ Nhiên sẽ hơi đi nắng nhân luôn ha. Nên Nhiên sẽ lấy một cái cục mà Nhiên vừa phải như thế này thôi. Mỗi một viên như vậy thì Nhiên lấy khoảng là cỡ 20g á. Rồi Nhiên xe tròn, rồi sau đó thì Nhiên sẽ ấn cho nó dẹp dẹp như này, cái này nè các anh chị. Rồi, cứ tương tự thì cô chú anh chị làm cho hết cho Nhiên nha. Như vậy là xong rồi các anh chị. Đây, cái phần nhân thì Nhiên cũng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ đi qua làm cái phần vỏ bánh nha. Và để làm cái phần bột vỏ bánh thì ở đây Nhiên có chuẩn bị là 200g bột cây măng dè. Và cái bột này thì được làm từ cái bột măng dè các anh chị. Và cái cây măng dè này thì chủ yếu được trồng ở vùng đất An Giang Châu Đốc á. Bây giờ thì Nhiên sẽ cho vào đây ha. Và cái bột măng dè này thì cô chú anh chị có thể đặt trên các mạng xã hội đều có ha. Với 200g này thì Nhiên sẽ sử dụng thêm ở đây là 200g đường thốt nốt nữa. Nhiên dùng đường thốt nốt để cho nó thơm mà nó ngon hơn. Cô chú anh chị mình có thể dùng đường cát bình thường cũng được ha. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho thêm vô đây là 1.6 lít nước nữa. Nhiên sẽ trộn mình trở thành là đều. Theo như được biết á, thì cái bột măng dè này á, là nó xay ra từ cái cây măng dè các anh chị. Cho nên á, trong công đoạn làm á, thì nó sẽ còn lẫn khá là nhiều bụi và cái vỏ cây á. Cho nên bây giờ khuấy xong rồi, Nhiên sẽ mang cái phần nước này mình đi lọc lại ha. Để cho cái món bánh của mình á, nó được mịn màng và nó ngon hơn.
nên nó còn rất là nhiều mèo bột thừa luôn nè các anh chị. Rồi, với cái hàng bột này thì bây giờ Nhi sẽ bỏ ha. Rồi, và cái chỗ bột còn lại này bây giờ thì Nhi sẽ cho lên bếp và Nhi sẽ khuấy ở mức lửa nhỏ. À, thời gian khuấy cái phần bột này thì nó trong khoảng là cỡ 25 phút á các anh chị. Khuấy nãy giờ thì cái phần vỏ bánh của Nhiên á, lúc này nó cũng đặc lại và nó trong hết rồi các anh chị. Nè, nó sẽ dẻo như thế này ha. Rồi, cái vỏ bánh của mình chín rồi nè. Rồi bây giờ thì Nhiên tắt lửa, rồi Nhiên sẽ cho nó vào khuôn luôn. Và khuôn để đồ bánh hôm nay thì Nhi sử dụng là những cái chén nhỏ như thế này nè. Trước hết thì Nhi sẽ cho một ít bột vào. Và cái phần như đậu xanh lúc nãy mình nắn nguyên nè. Nhi sẽ cho nó ở giữa ha. Mình chế thêm một lớp bột nữa. Mình chế trên là chút xíu là nó tự chảy ra dạng đều ra chứ gì. À, như vậy là xong. Cứ tương tự như vậy thì cô chú anh chị mình làm cho nó hết nhanh nhiên ha. Rồi, như vậy là xong hết rồi các anh chị. À, bây giờ thì Như sẽ để đây và Như chờ cho cái bánh của mình nó đông lại ha. Cái phần bánh lúc này thì nó cũng đã nguội hẳn hết rồi các anh chị. Với món bánh măng dè này, nó đặc biệt ở chỗ là khi mình để cho nó nguội như vậy nè, thì cái bánh nó sẽ tự đông lại và nó cứng như vậy nè các anh chị. Đây, cái màu bánh thì nó rất là đẹp luôn. Và cái mùi thì nó rất là thơm. À, với món bánh này thì cô chú anh chị mình có thể ăn kèm cùng với nước cốt dừa nè. Và công thức của nước cốt dừa thì Nhiên có để dưới phần mô tả của video, cô chú anh chị có thể xuống và xem giúp Nhiên. Và Nhiên sẽ thêm một ít mè gan nữa để cho nó thơm. Như vậy là xong rồi nè các anh chị nhìn ngon chưa nè, khá là hấp dẫn luôn ha. À, bây giờ thì Nhiên sẽ ăn thử. Lớp vỏ bánh bên ngoài ấy, thì nó có cái vị ngọt ngọt thơm thơm của đường thốt nốt. À, khi Nhiên cắn vào á, thì Nhiên cảm giác á, là nó có một cái độ giòn giòn dẻo dẻo nhẹ nhẹ nè. À, khi mình ăn á, thì nó tựa tựa như giống như là rau câu vậy các anh chị. Cái phần nhân bên trong á, thì lại béo béo thơm thơm cái phần đậu xanh. À, mình kết hợp lại như thế này á, thì ăn rất là ngon. Và mình chan thêm nước cốt nữa thì nó cực kỳ béo luôn. Ăn ngon lắm luôn cô chú anh chị ơi. Và với cái làm này của Nhiên á, thì cũng khá là đơn giản. Bánh ăn vào thì cũng rất là mát và cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Cô chú anh chị mình cứ làm thử đi nha. Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.